Xin chào các bạn, lại là Thái Công đây. Qua cái video chiếc latte màu xanh nhám vừa rồi thì các bạn đã có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá trình lựa chọn xe chưa? Thôi, không sao nữa. Vậy thì giới thiệu với mọi người, chiếc latte màu bạc, xin lỗi, màu xám nhám phiên bản giới hạn. Đây là màu sắc mới của Yamaha Latte và màu bạc nhám sẽ chính thức bị ngừng sản xuất và được thay thế bởi màu sắc này. Nhưng mà mình nói chơi nhưng mà nói giỡn mà. Nói thiệt mà. Là các bạn mua xe bây giờ là phải cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để các bạn mua một chiếc xe không bị đội giá. Và đó cũng chính là nội dung của video này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai mẫu xe tay ga tầm trung, một mẫu cho nam và một mẫu cho nữ, không bị đội giá trong thời điểm hiện tại. Tức là giá đề xuất bao nhiêu thì bên các đại lý ở Yamaha trên toàn quốc sẽ bán theo giá đề xuất, hoặc là cao hơn một chút hoặc là thấp hơn một chút. Ok. Và hôm nay Quang định làm một cái video dành riêng cho em latte màu xám, nhưng mà giống như là nó bị trùng lặp nội dung so với cái latte màu xanh cũng vừa ra mắt, cho nên là mình sẽ thực hiện một cái video này và cũng đặt cận cảnh hai chiếc xe này ở gần nhau để cho có nhiều bạn hình dung được, cũng như kích thước, cân nặng, không cân nặng các bạn chắc không cảm nhận được đâu, về kích thước, về kiểu dáng, hình dạng khi hai chiếc xe này đặt gần nhau thôi. Chiếc latte màu xám nhám này, đây là mẫu xe thiết kế cho nữ. Tất nhiên là không có cấm mấy bạn nam chạy, nhưng mà cái kiểu dáng của nó có phần nhẹ nhàng, nó dịu dàng hơn. Đây là phiên bản giới hạn. Thì phiên bản giới hạn nó có khác gì so với phiên bản tiêu chuẩn còn lại của chiếc latte không? Không, không khác gì hết, chỉ khác cái màu với cái tem thôi. Còn Figo S này, đây là phiên bản Figo S, tức là phiên bản khóa thông minh cao cấp rồi. Và màu xanh nhám này là một trong những màu rất là hot trong thời điểm vừa qua. Và hiện tại mình đã ngưng nhận cọc chiếc xe này bởi vì không có hàng. Màu đỏ thì mình có nhận, chứ riêng màu xanh lá cây này thì không có hàng để nhận cọc nữa rồi. Và đây là phiên bản giới hạn. Đầu tiên là mình sẽ quay chiếc latte trước, review sơ một tí về chiếc xe này cho các bạn nữ có thể tham khảo ha. Thì đây là mẫu xe theo cái kiểu dáng thiết kế theo hơi hướng Tây Âu một tí. Nó hơi hướng bên Ý, Pháp, Đức. Nói chung là mình cũng không gần địa lý cho lắm, mà cái kiểu dáng của nó là kiểu dáng sang chảnh, kiểu nước ngoài đấy. Và hiện tại là ở bên châu Âu họ rất là thích cái mẫu này, kiểu dáng của nó. Có châu Á bên mình Việt Nam mình lại thích cái dòng bên hãng Honda nhiều hơn. Thì xe này là xe phun xăng điện tử FE ha. Rồi, xe có chế độ Stop and Start System và còn giữ được cái công tắc đèn. Các bạn lưu ý điều này nha khi các bạn lựa xe. Rồi, ở bên này sẽ là cụm công tắc bình thường thôi. Mặt đồng hồ sẽ kết hợp giữa mặt đồng hồ cơ và mặt đồng hồ điện tử. Rồi, một trong những tính năng mà các bạn nên để ý ở chiếc xe này, chỉ có giá là 37.500, 38.000 và 38.500, là bình xăng đổ phía trước có một cái móc treo đầu ở chỗ này. Bình xăng đổ phía trước với mức tiêu hao nhiên liệu là 1.8 này thì trung bình khoảng cỡ 50-55 cây một lít xăng, thì tùy theo người chạy và tùy theo cái mật độ lưu thông trên đường. Nhưng mà là bạn lưu ý là bình xăng đổ phía trước là một điểm rất là tiện lợi. Chiếc xe này chưa tới 40 triệu mà bạn đã được sở hữu tính năng này. Ngoài ra khóa thông minh Smart Key thì Yamaha Latte tất cả các phiên bản đều là khóa thông minh hết, không có phiên bản khóa thường. Rồi, mình sẽ mở cái cốp yên cho các bạn. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We chế độ bảo hành là 3 năm hoặc 30.000 cây. Chúng ta sẽ có cái remote, một cái miếng đỏ đỏ chứa một cái mã bảo mật 6 số và hai cái chìa khóa cơ lúc nãy mình mở khóa dự phòng cho các bạn, đó là ba thứ các bạn nhận khi mua phiên bản khóa thông minh. Cái kiến ở đây, cái bình sẽ nằm ở trong cái góc này, có một cái miếng lót cách nhiệt. Và các bạn thấy rồi đó, xe chưa tới 40 triệu vẫn có một cái cốp rộng, nhưng số khung nằm ở đây nè. Nhưng cái phụ tùng nằm đây. Nhưng cái tem xe sẽ ở vị trí này. Cái tem latte mới đẹp ha. Nhưng thì bây giờ mình mới nói nè, các bạn để ý một cái điều, cũng chưa tới ý mình nói nữa, mình quỳ cái sàn để chân trước. Sàn để chân rộng hơn chiếc xe bên kia nha, nó cực kỳ rộng luôn, rộng hơn chiếc Titanus, rộng hơn chiếc Figo. Đây, cái điều nhân này mình mới định nói nè. Nhưng với cái dung tích cốp rất là rộng, 37 lít,
bạn nhìn xem cái đuôi nó có bự không? Phải không? Nó không hề phình ra, nó không hề to, nó không hề đồ sộ, mà nó rất là gọn gàng và nó được vuốt nhọn theo cái thân xe. À, các bạn thấy nó vuốt nhọn và cái yên xe này nó cũng rất là dài. Và Yamaha thiết kế thêm một cái cản nó bằng với cái yên xe nữa, là các bạn có thể thấy là ăn gian được 4 người ngồi một cách thoải mái luôn. Tại vì cái yên nó đã dài sẵn rồi, còn ăn gian thêm được cái cản nữa. Ok không? Rồi chúng ta sẽ qua tới mẫu xe cho Nam. Chiếc Kia là từ 37 triệu 500 tới 38 tới 38 triệu 500. Nó tùy theo giá mỗi lúc mỗi nơi ha. Nó không có cố định, thì các bạn cứ chuẩn bị cao nhất là 38 tới 39 triệu đi là các bạn mua được chiếc xe rồi. Đại lý mình ở Cần Thơ, bạn nào muốn biết giá thì cứ điện thông tin ở phần mô tả ha. Rồi. Đây là chiếc, có gì ủng hộ mình. Đây là chiếc Figo, đây là mẫu xe cho Nam. Và chiếc xe này hơn chiếc xe kia chỗ nào? Có phanh ABS, là hệ thống chống bó cứng phanh, khi các bạn thắng gấp nó sẽ an toàn hơn, chống trơn trượt. Hai cái lớp xe này đều là vỏ không ruột, lớp không xăm, hai dòng xe này đều như vậy ha. Và cái chiếc này chỉ có giá là 34 triệu thôi. Đây là phiên bản khóa thông minh, nhưng mà lại được sở hữu đèn LED trắng nè. Bên này sẽ là halogen bóng vàng. Cũng tùy theo sở thích của mọi người nữa. Có người thích một kiểu gì khác nhau. Có người nói đèn LED trắng nó mờ quá, nó sáng một điểm mà nó không có sáng rộng giống như halogen, cho nên tôi không thích. Có nhiều người họ lại thích LED trắng hơn, thích sự hiện đại hơn. Rồi bên này thì cụm công tắc của xe nó vẫn như vậy. Ở phía bên này là vẫn còn công tắc đèn, vẫn có stop and start, tức là tự động ngắt ha. Mặt đồng hồ của nó thì không có đồng hồ cơ, nó là đồng hồ điện tử luôn. Chế độ của nó thì nó hơi hạn chế một tí xíu, nó không có được coi được mức tiêu nhiên liệu cũng như là giờ đồng hồ. Bình xăng vẫn nằm ở phía trước nha các bạn, lưu ý là bình xăng chiếc xe này chỉ có 34 triệu, nhưng bình xăng nằm phía trước. Mức tiêu nhiên liệu thì nó hao hơn cái con Latte một tí xíu, 2,03 lít trên 100 cây, tức là lý tính trung bình tầm khoảng có 45 đến 50 cây ha. Ở đây sẽ có sạc điện thoại hơn Latte chỗ đó luôn. Rồi mình mở cúp yên cho các bạn xem, cái sàn để chân là nó hẹp hơn nha, sàn để chân là hẹp hơn chiếc Latte, các bạn phải công nhận điều đó. Rồi mở cái chiếc xe kia thì cái dạng như cho bà mẹ bỉm sữa mà để cho cái ghế cho mấy bé ngồi á, thì các bạn có thể để dễ hơn. Cái gớp xe này tầm khoảng 25 tới 27 lít, nó nhỏ hơn xe kia, nó nhỏ hơn và cũng không có lớp cách nhiệt luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái remote giống như là xe kia luôn ha. Khóa thông minh là sẽ có remote nhưng một cái mã 6 số hết. Rồi vẫn có chế độ bảo hành là 3 năm trên toàn quốc. Ở đây sẽ cái kính xe biển mở qua. Rồi đây ba cái vít ở dưới này số không hết. Ok. Mở hai cái cốp cho các bạn có thể theo dõi được nè. Đó. Nó chênh nhau cỡ 10 lít á, dung tích á. Bên này có 25 27 quên mất tiêu rồi. Bên này là 37 đó. Đáng lẽ nếu có cơ hội là mình sẽ quay màu xám này với màu xám kia luôn á, nhưng mà hiện tại thì màu xám bên mình không có thấy hàng về, nó về màu xanh không, mà màu xanh không có hàng đi về nữa. Đó các bạn thấy không? 34 triệu mà các bạn được sở hữu một trời công nghệ luôn. ABS nè, khóa thông minh nè, bình xăng phía trước nè, cúp yên rộng nè, mặt đồng hồ điện tử nè. Kiểu dáng của nó theo kiểu dáng của Indo nữa. Người Việt Nam mình không thích chứ nước ngoài ta thích lắm à. Chiếc Latte ở bên nước ngoài là bên châu Âu họ bán giá cao hơn chiếc Atmos á. Còn Figo thì họ bán rất là chạy nha. Ở bên nước mình thì ế xệ á. Ế tôi nói ế đâu có gì đâu sợ. Mà tính ra là ngoài Yamaha thì Honda nó đâu có cái phân khúc là xe tay ga cho Nam, mà nằm ở tầm trung đâu đúng không? Chỉ có Suzuki là có chiếc Infull thôi, mình nhớ vậy á. Rồi hai chiếc này thì không có bị đấu giá nè, mua được nè. Figo thì bản thường là 30, bản cao cấp là 34 triệu. Còn Latte thì 37 năm cho đến là 38 triệu rưỡi. Bye bye.